Ok, xin chào tất cả các bác nhá. Ngày hôm nay thì em có thời gian đi săn ong rồi mọi người ạ. Thì hiện tại là đang đến cái đoạn này này. Trên này có một tổ ong này. Thì em săn là chủ yếu đi săn ngược sáng thôi các bác nhá. Đây. Cứ mặt trời như thế này, xong mình nhìn có cái bóng râm ở đằng kia ấy, mình nhìn từ đằng sau này vào là mình thấy rồi, thấy nó bay ra bay vào rất đông. Thì các bác theo chân em đi xem tổ này nó như thế nào nhá. Và em sẽ bắt về nuôi luôn. Đây. Chỗ này này các bác này. Đông đấy. Nó chui vào một cái lỗ. Lỗ đất. Đây các bác. Có phấn rồi. Bây giờ em sẽ phát quang ra và đào bắt luôn mọi người ạ. Nó chui vào một trong lỗ, trong cái lỗ này này. Lỗ này thì em thấy là khá là nông thôi. Trong này nhìn được cái hốc rồi. Rồi. Cái này ra tí là thấy luôn đấy mà. Ong thường nó giữ vào cái thời điểm đầu mình đi đào ấy. Khi mà mình chạm đến tổ rồi nó cũng không giữ. Thấy bánh tổ rồi mọi người ạ. Hôm nay lại không đem cái bật lửa. Đất như này đào dễ. Đã thấy bánh tổ rồi. Đây, các bác xem. Bánh tổ ong đây, rất là già. Nó ở đây lâu lắm rồi. Thế mà mình đi qua lại thì không nhìn thấy. Ong tả ly ven đường. Nó rất thích là những cái chỗ mà tả ly ấy mọi người. Cái này chắc chỉ bắt quân thôi. Không còn gì rồi. Không có gì ngoài quân cả. Mà quân hình như là cũng không nhiều hay sao. Xem nào có bắt được không nha. Đây chắc là một tổ chuột. Tổ chuột xong lỗ nó ra vào xong là nó bỏ đi, nó đong nó về ở ấy mọi người. Sáp rất là giòn rồi. Hay là cái này là sáp cũ xong nó về ở tổ cũ nhỉ. Phấn nhiều lắm. Phấn về nhiều rồi mà. Cái tầng ra xem nào. Rồi. Có nhộng rồi mọi người ạ. Kìa. Trong kia là nhộng. Có mặt một tí này. Một ít mặt. Để tạm đây nhỉ. Sáp nó giòn lắm, lấy dễ mọi người ạ. Wow, nó dài vào tận bên trong ấy.
Các bác xem nó chui vào bên trong kìa. Bảo em đi lấy cái này thì thôi rồi. Trước là nó đã có dấu hiệu chơi đàn. Ăn một miếng mật đã. Nó chui vào sâu bên trong kia thì em nghĩ là không lấy được. Khi mà dụng cụ em còn khiêm tốn đấy. Ngay đường đi này mọi người. Bây giờ để mà lấy được thì mình cần có một cái cuốc hoặc là một cái xà banh. Các bác xem nó sâu mà. Sâu lắm luôn ấy. Chỗ này có nhiều mật chảy đấy nhỉ. Nhiều mật chảy ra thế, ăn nào. Ui, đốt rồi.